Đấy. Đi thôi, con không có quay clip được đâu. Đi chơi, đi chơi chơi. Mấy cái em này thích đi theo quay. À, thì đây mọi người, phía sau lưng mình là một cái ngôi mộ của vợ chồng ông Trịnh Hồi Đức luôn. Rất là rộng lớn, thì như mọi người thấy trên kênh của mình là mình từng review cho các bạn thấy là như ông Lê Văn Việt, Trương Tấn Bửu, Võ Tấn, Võ Duy Nguy và một số triều đại như lúc nãy như mọi người đang coi vừa rồi công chiếu là của ông Trương Minh Giảng. Thì Trương Minh Giảng thì ngôi mộ của ông đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Và trước mặt mọi người thì đây gần như là rất bề thế luôn. Được dạ dạ. Thì trước khi review cái khu mộ cổ này cho mọi người biết, mình xin thắp trước mấy nén nhang để thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với người xưa luôn. Thì ông Trịnh Hội Đức này cũng được cho là một danh nhân văn hóa, là một trong những niềm tự hào của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, ông góp phần rất nhiều cái vùng đất này mọi người. Ông là một người con trấn giữ xứ biên, làm quan ải qua hai triều như là Minh Mạng và Tự Đức. Thì cái câu chuyện về ông như thế nào lát nữa mình sẽ vừa đi vừa review cho mọi người biết một chút về ông luôn. Thì mình được biết là ông qua đời năm 1825 và ông được vua chi phong là Thiếu Bảo Cần Chánh đại diện học sĩ và đưa về an táng tại Biên Hòa. Như mọi người thấy thì mình cảnh xung quanh thì đây thì rất là đẹp mọi người. Và đặc biệt cũng mình cũng review cho mọi người thấy luôn. Đây là cây lan lưỡi dòng được ông xin từ Phú Quốc về. Mọi người thấy cái bầu nó rất là đẹp nè. Thật luôn rất là mê. Đây là mình cũng không nghĩ lần đầu tiên mình thấy luôn mọi người. Đây gọi là lan lưỡi dòng nha. Nó mọc rất là dài. Thì từ ở trên bầu xuống cũng phải là 2 mét mấy. Thấy không mọi người thấy không? Rất là đẹp. Và trước mặt mọi người là cái tấm bức bình phong ở phía trước mộ của vợ chồng ông Trịnh Hội Đức. Thì có một cái bản gọi là ghi về lịch sử của ông. Thì cái bản này mình biết là mới làm thôi. Và còn cái bình phong này mình nghĩ chắc là lâu rồi. Tại vì qua cái lớp này trùng với cả cái ngôi mộ luôn. Đấy. Thì những viên gạch này cũng vậy nè. Đây là những cái bức bình phong này thì làm lâu rồi. Và sau này thì được có thể là nhà nước người ta làm thêm cái về cái tấm phía đây để biết về cái lịch sử của ông. Thì đây như mọi người là Trịnh Hội Đức có tên là An, tự là Chỉ Sơn, hiệu là Cấn Trai, ở phường Trấn Biên. Cha ông là Trịnh Khánh, người Bốc Phúc Kiến, quê mẹ thì ở thôn Bình Trước, huyện Long An, Phước Long, gia định ngày nay. Thì khá nhiều, mình cũng không thể mà đứng đây đọc hết cho các mọi người biết được. Thì video của mình là chỉ review ngôi mộ thôi. Còn những ai yêu thích lịch sử thì có thể lên Google để tra cứu tìm kiếm luôn. Thì đây mọi người, thì trên đây có ghi là ông sinh năm 1765 và mất năm 1825. Đấy. Và đây cái năm này thì được ban quản lý di tích ở Đồng Nai được liệt vào hoặc cái nơi gọi là di tích lịch sử của Biên Hòa luôn. Và đây là toàn cảnh của khu mộ nè. Thì những cái bức tường phía ngoài này á, là nghe ông dắt vào lúc nãy thì ông nói cho mình biết là ở đây khoảng tầm mới đây thôi, không có xa đó. Thì kỷ niệm 300 năm gì đó ở Đồng Nai này. Thì đây là cái xung quanh. Và quan trọng là cái chỗ này mọi người. Và đây là cái khu mộ của ông. Đấy, rất là to và lớn và gần như nó còn nguyên vẹn luôn. Mình thấy gần như không hư hao một cái gì nhiều. Phía trước cái chùa cổng nè. Thì có bức tường xung quanh phía trong ngôi mộ rồi. Và đây là hàng chữ phía trước nè. Đó. Đây là phía bên phải khi mình chúng ta hướng mặt vào. Và có phía bên trái nữa mọi người. Đó, đây là phía bên phải luôn. Có những cái câu cái gì này thì mình không biết đọc, chỉ biết là trên là chữ Sơn thôi. Đó. Và đây là cái bức bình phong nguyên vẹn nhất, gần như nó còn ấy luôn. Thì có hình một cái con giống như là con kỳ lân gì đó. Cái màu sơn với màu vôi này là mình thấy là sau này. Nhưng mà về nguyên thủy của cái tấm bình phong này thì đã lâu rồi. Rất là đẹp. Và đây nữa, phía trước này nữa, mình cũng muốn là ai tìm hiểu được lịch sử mà không có thể nhìn được đó. Đây là phía bên trái khi mình
mình nhìn vào mọi người đó, nãy là mình đang về phía bên phải khi nhìn đối diện và giờ phía bên trái. Thì tại vì những cái ngôi mộ trước hay là những ngôi mộ của người nổi tiếng ngày xưa như là người Ho đồ, thì có một số người lớn tuổi cũng thích đọc những chữ như thế này và mà mình lại quay rất là nhanh. Nhưng bây giờ thì mình sẽ quay chậm lại để review cho mọi người biết luôn. Và những ai yêu thích mà không thể đi được thì có thể coi những hàng chữ này và có thể dịch. Và nếu ai hiểu được ý nghĩa của hàng chữ này thì có thể góp ý thêm cho kênh để phía dưới bình luận. Đó. Rất là to lớn và rất là đẹp luôn. Thì đây là cái ngôi mộ chính của vợ chồng ông Trịnh Hoài Đức. Những hoa văn, những cái chữ là gần như còn nguyên vẹn, không có... Đây mọi người. Đây là cái hàng chữ phía trên nè. Thì cũng đã được ai sơn vạch đỏ nhưng khá lâu rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người nếu ai biết vẫn có thể đọc được, tại vì nó rất là rõ nha. Nó rất là rõ. Và bên đây là khu mộ thứ hai. Đây mình sẽ review trước cái bảng chữ cho ai có thể đọc được thì mọi người có thể đọc nha. Thì hôm nay mình cũng đã thắp nhang, mình xin phép rồi. Lúc trước thì mình đi được biết khi nào vậy. Cũng đó là một cái sơ suất của mình. Thì cũng có một cái bác ở nước ngoài gọi thì nên đi đâu những ngôi mộ này nên thắp một nét hương cho những người xưa để cảm thấy một cái gì đó gọi là cái lòng tôn trọng của mình nữa. Và đặc biệt như mọi người thấy những bức tường thành ấy được xây theo kiểu cách của tất cả những ngôi mộ thời Triều Nguyễn ngày xưa luôn. Gần như nó đá giống nhau và độ dày thì khoảng từ 80 cho đến 1 mét. Nên phải nói là bền bỉ với thời gian luôn. Nó không phải là xi măng nhưng mà bằng ô dứa, mật ong, vỏ sò với cát. Và đây mọi người, đây là cái khu mộ. Mọi người thấy đẹp không? Đây là hình voi phục hoặc là điềm ngưu gì đó và gọi là châu ngủ á. Thì đây là ngôi mộ thời xưa người ta hay xây ở những cái bậc mà ấy lớn tuổi, rất là đẹp. Và phía đây là một bức tường phía sau nè, có hình con rồng gọi là rồng ẩn trong mây á mọi người. Thì đây mọi người, tại vì từ cái dòng thành tới ngôi mộ nó quá gần nên mình để gần thì khó thế nào quay được cái toàn cảnh của ngôi mộ. Nên mình để xa một xíu để cho mọi người thấy luôn. Đó. Đây là một ngôi mộ đuôi của vợ chồng ông Trịnh Hoài Đức. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút ít về lịch sử, chứ còn về chi tiết rõ ràng thì rất khó thể nào để nói luôn cho mọi người biết. Tại vì mình là chủ yếu để quay lại những ngôi mộ xưa và có tên và cái đồ năm sinh chính xác hẳn hoi và cái khu mộ như thế nào. Còn về lịch sử thì mọi người có thể vui lòng mình tìm hiểu thêm những cái tư liệu bên ngoài. Tại vì để mà làm nguyên về một cái lịch sử nó rất là khó khăn mọi người. Phải tìm hiểu và nói phải chính xác và lưu loát. Thì hơn nữa cái giọng của mình nó cũng không được hay lắm. Và khi mà nói thì không có chuẩn bị rất nhiều dụng cụ nên khi mà quay là nó gần như là quay sống luôn. Đó. Rất đẹp, những ngôi mộ đây rất là đẹp. Những cái nét hoa văn như mọi người thấy, mình nghĩ đây là ngôi mộ của ông này. Tại vì nhìn nó to hơn và nhìn nó dũng mãnh hơn. Đó. Nhìn nó dũng mãnh hơn và đây là ngôi mộ của bà. Thì nhìn những cái điêu khắc là nó mỹ miều hơn. Nó chi tiết gọi là nó nhìn nó nữ tính hơn á, nó rất là đẹp. Thì đây mình nghĩ là một ngôi mộ của bà. Và đây là những cái hoa văn nè, thật sự mà nói đi rất nhiều ngôi mộ luôn. Thì đây là những cái hoa văn mà nó gần như nó nguyên vẹn, nó không có bị cái gì gọi là bị đục phá hay gì cả. Thì mình cũng nghe ông nói là chiến tranh xảy ra, bom đạn ở đất Đồng Nai này cũng rất là nhiều, nhưng mà cái ngôi mộ này gần như không có cái sự mà bị, nói chung không có bị ảnh hưởng gì bơm đạn mọi người, không có ảnh hưởng gì. Đó rất là hay. Đây là bức bình phong con dòng ẩn trong mây, rất là đẹp. Thì nó tuy là lưu mờ nhưng ở ngoài nhìn rất là ấy, tại vì có cái nét ấy luôn mọi người. Người ta cũng không có tiền để làm lại. Và đây là có hình cái con gì, cái mặt gì mà những dũng tướng hay đeo phía trước ngực ngày xưa, giờ mình quên cái tên đi,
cái chán với cái lưỡi với hai cái răng này, thường trước người ta hay làm. Thì mình được biết cái khu mộ của ông Trịnh Hoài Đức trước khi chôn ổng và sau khi chôn là cũng có một số thầy người ta tới yểm, gọi là trấn yểm ngôi mộ. Thì không phải là trấn yểm để mà xấu mọi người, cái này thì trấn yểm không phải là xấu mà là trấn yểm để bảo tồn cái ngôi mộ của ông và cho những người dân ở Đồng Nai này ngày càng phát triển, gọi là theo cái thế phong thủy, chứ không phải là trấn yểm là xấu nha. Nó có nhiều mặt lắm. Thì như thế nào thì nếu mà lát nữa mình sẽ coi tư liệu thì mình nói sơ qua. Và phía trước như mọi người thấy là đều có hai búp sen đó, bên kia cũng vậy luôn, búp sen rất là lớn. Thích nhất là những cái lớp dông dêu này mọi người đấy, lớp dông dêu này cho chúng ta thấy cái vẻ đồ cổ và cái độ mà nó rất là hay luôn. Mình đôi lúc tại vì khi mà quay trực tiếp thì mình cũng không thể nào nói hết được cái những cái cảm xúc của mình. Rồi đẹp chưa, những cái đóng dêu phủ rất là đẹp. Thì vừa rồi mình đã review sơ qua về cái toàn cảnh của khu mộ ông Trịnh Hoài Đức. Cái khu mộ này thì được biết là nằm ở khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Thì căn cứ vào nội dung của bia đá trong khu mộ cho thấy thì mộ của ông được xây dựng vào đúng năm ông mất luôn. Và một cái nữa mình nghe những người lớn tuổi và mình có tham khảo một số sách về lịch sử đó, thì mình biết là mộ của ông Trịnh Hoài Đức là một cái quần thể rất là rộng lớn, gồm mộ của ông cùng thê thiếp và các con cháu trong dòng tộc. Từ những thế kỷ trừ những năm 80 của thế kỷ 20 trở đi á, thì có một giai đoạn quần thể của ông bị người dân địa phương chiếm lắng để xây nhà xây cửa đồ mọi người, thậm chí đập phá luôn. Và mình thấy thì xung quanh thôi, tại vì cái video trước mình cũng đã review sơ qua thì có một số khu mộ của ông được nằm luôn trong nhà dân, và có một số mộ thì đã bị tàn phá, và có một cái số khu mộ nữa được biết là nằm rải rác khắp nơi, nhưng mà mình cũng chưa có tìm ra được cái khu mộ đó nằm ở vị trí nào. Thì sau này nếu mình tìm được mình sẽ review cho mọi người biết. Phần cái chỗ bà ông con trai mình bây giờ tìm không thấy đi, riêng bà cả đấy nha. Cái này là bà cả. Còn ba ông con trai của ông Trịnh Hội Đức là ba ông con trai đấy. Ba ông con trai nhà mình tìm thấy. Đúng. Ngay đây là có để ba ông con trai. Con nghĩ là xung quanh đây rất nhiều, nhưng mà sau này chắc có thể là bị loạn lạc hay gì đó. Nó không còn được ấy nữa. Thì đây là bà cả. Con nhìn cái mộ thì có đoán hình dạng là đây là vợ ông. Tại vì nhìn nó mây miều và nó có vẻ đẹp giống như nữ tính đó. Còn bên kia là nó hùng hồn hơn. Thì có nghĩ là vua Minh Mạng trước 72 vợ mà. Vua Minh Mạng là 72 vợ. Vua Minh Mạng á, là cai xếp của ông này này. Dạ. 72 vợ đấy, nằm ở Huế đây này. Dạ. Con cũng định vào Huế một chuyến, nhưng mà chắc không phải tháng sau. Tại vì đó nhiều khu mộ cổ. Ông đi mấy lần Huế rồi. Con có đi ngang mấy lần nhưng mà con chưa ghé vào. Nhưng mà trước con không làm YouTube thì bây giờ con nhưng làm. Nhưng mà vua Minh Mạng không biết nằm đâu. Vua Minh Mạng không biết nằm đâu. Vào ở đấy là vua ở đấy. Dạ. Thế nhưng mà không biết chôn chỗ nào. Chắc có thể ông giấu á. Tại vì trước là cái thời mà vua Quang Trung đã từng đào mộ của bên Nguyễn Ánh á, tới mấy đời lận. Còn sau này Nguyễn Ánh lên ngôi thì bắt đầu cái còn cái nàng Huế ở Huế, nguyên cái nàng ấy là có con gái đẹp á. Con gái đẹp này dành cho vua đấy. Bây giờ vẫn còn đẹp hết vậy. Ở Huế không? Huế. Bên kia sông Hương. Bên sông Hương, Lạc Làng đó là con gái đẹp lắm hả? Đẹp lắm. Vậy bữa nào cô già đó kiếm toàn, cô. Toàn Huế. Nghe nói là con Huế là nói chuyện rất ngọt ngào, mặc áo dài tha thước, tóc dài. Rồi bao nhiêu năm rồi thì không biết là còn được như xưa hay không. Ông đi 31 lần Huế rồi. Dạ, con đi 4 lần. Nhưng mà con chỗ xứ Đồng Nai mình nè, với đất Đồng Nai rất có công. Tại vì khi ông về ông triển khai rồi dân rồi nghề nghiệp những cái gì mấy rồi là ông ai ai để thế này thì cái đường như thế mà nhà cửa thế này mà ông này có tài chứ đâu đâu. Dạ đúng rồi. Đây này. Ông này có công lớn lắm. Tới hai đời vua từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19.
thi đỗ cao luôn và được bổ chức hàng lâm viện chế cáo, trải qua hai triều đại Gia Long và Vua Anh Mạng. Trịnh Hoài Đức đảm đương nhiều chức trọng lớn, đứng đầu hàng gọi là quan văn, từng làm chánh sứ sang Trung Quốc, có nghĩa làm sứ giả đó. Mất năm Ất Sửu năm 1805, vua phái ông giữ chức thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ lại, kiêm luôn chức bộ thượng thư bộ binh luôn, chủ khảo trường thi hội, nhiều ghê không? Đại học sĩ. Anh thấy nè, Trịnh Hoài Đức là một người tài đức hoàn toàn, tâm hồn phóng khoáng, yêu thích thiên nhiên, trí tuệ hơn người, được vua yêu dân kính. Nói chung là khá nhiều mọi người. Ở đây thì nói về ông thì về cái công lao của ông dành cho cái đất Biên Hòa Đồng Nai rất là lớn, thì mọi người có thể tìm hiểu lịch sử. Thì được cho ông là một người giỏi văn mọi người. Thì như các bạn thấy là đây là những tác phẩm của ông nè, gồm có Cấn Trai thi tập, Bắc Sử thi tập và Đại Lục Kỷ Nguyên. Có rất là nhiều. Thì đây là cái khung cảnh sơ qua mình sẽ review lại cho mọi người biết. Vừa review mình sẽ nói sơ về một cái điều hay ở khu mộ này luôn. Thì được biết trong cái người lớn tuổi nói và những trong sách lịch sử thì biết đây là khu mộ kỳ bí được trấn yểm để bảo vệ khu mộ. Và những cái khu mộ bị trấn yểm để mà bảo vệ khu mộ này thì mình tạm thời chưa tìm ra được, tại bây giờ cách hơn cả gần 200 năm rồi, nên rất khó thế nào tìm được những ngôi mộ đó. Thì mình biết là chôn ở xung quanh bốn góc ngôi mộ, và mình đã từng thấy một bốn ngôi mộ trấn yểm đó ở một khu mộ khác, nhưng mà mình chưa quay mọi người. Thì theo mình tìm hiểu thì cái ngôi mộ của ông Trịnh Hội Đức này được chọn ở một cái phong thủy rất là tốt, được cho là tàng phong ẩn khí, nghĩa là nơi gió vần mây tụ, đầu gối thiên sơn, có nghĩa là đầu quay về núi Gò Công, Gò Cao á, chân đạp vạn thủy thì chân hướng về hồ nước, đầm sông hoặc biển, thì đó là rất là tốt. Địa thế này được kết nối âm khí với dương khí, tương ngộ tương hòa, đó là con sông Đồng Nai đã tạo ra một cái cuộc phong thủy tuyệt vời cho vùng đất này. Thì không những thế, những xung quanh đây gồm có những núi non như là núi Bửu Phong, Châu Thới và những chuyển giao khí cho cái hồ gọi là Linh Thủy, mà cái hồ đó lúc trước mình có quay một đoạn nhưng mà mình đã cắt khúc rồi, tại vì quay lên mọi người chắc cũng thấy là nó chỉ đẹp thôi chứ nó không có ý nghĩa nhiều, nhưng mà sau này mình tìm hiểu mình mới biết là nó có rất là ý nghĩa về cái hồ đó so với phong thủy ở đây. Mình nghe nói là trước cái bậc vua chúa với hai quý tộc á, thì ngày xưa hay có gây thù chuốc oán với rất nhiều người, nên khi xây mồ mả thì sợ bị phá hoại nên phải thường dùng phép để yểm ngăn cái sự phá hoại đó. Thì cái bùa chú và yểm như thế nào thì có một số người người ta cũng nói cho mình biết, nhưng mà tạm thời mình chưa tìm được những ngôi mộ đó thì mình cũng chưa nói luôn trong vấn đề này, tại vì có một số ngôi mộ thì đã bị phá và người ta đào lên thấy chỉ có những lọn tóc và một số thiết khí ngày xưa để trấn yểm chứ không có xương cốt gì cả. Và đây là cái toàn cảnh sơ qua của cái khu mộ. Và sau này nếu mình tìm được những cái khu mộ trấn yểm đó thì mình sẽ review sau để cho mọi người biết luôn. Thưa mọi người, thì mình cũng đã review xong cái ngôi mộ của ông Trịnh Hoài Đức, một trong những danh thần triều Nguyễn ngày xưa, cũng là mình đi cũng khá nhiều rồi, chỉ còn ở ngoài có thể đất miền Nam này chỉ còn một vài ngôi mộ của những danh thần triều Nguyễn thôi, còn hầu như là đa phần là nằm ở ngoài Huế và Đà Nẵng là còn rất là nhiều. Nhưng mà kênh mình thì cũng chưa phải là mạnh lắm nên mình đang phân vân là đang định ra đó để review cho mọi người biết đó toàn cảnh. Thì ở đây hình như mình được biết là số 28 Trịnh Hoài Đức, còn cái số thì tới đường Trịnh Hội Đức mọi người có thể hỏi nếu muốn viếng ngôi mộ của ông mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái kênh YouTube của mình trong cái thời gian qua luôn, cũng sắp hết những ngôi mộ của triều Nguyễn ở miền Nam rồi, thì không biết là mình có cơ hội để thay đổi tiếp để ra miền Trung hay ngoài ấy không. Thì ví dụ mình có thay đổi đề tài như thế nào cũng rất mong mọi người vẫn luôn ủng hộ cái kênh của mình. Cảm ơn rất là nhiều.